tôi không biết lý do vì sao nhưng tôi làm chưa lên được 90 để tôi thử mò lên chút xíu. Tôi vẫn có thể bật lên được 90 FPS mà, đúng là thần mò. Lần đầu tiên tôi có ấn tượng gọi là tốt về LD Player. Xin chào tất cả các bạn, tôi biết các bạn đến với tôi ngày hôm nay là vì lý do Free Fire. Tôi biết các bạn đang tìm kiếm một setting LD Player 9. Hôm nay tôi sẽ setting cũng như hướng dẫn tải luôn, nhưng tôi sẽ gõ clip này là LD Player 9. Và nơi tôi tải đó chính là LD Player, phần mềm giả lập Android nhẹ nhé. Thứ tôi bấm vào đó chính là LD Player 9. Sau đó tôi chọn mục 3, bấm vào lưu đời 600 MB. Lầy thẹo. Trời đang mưa, âm thanh có lẽ nó hơi bị cùi mía, mọi người thông cảm. Vì cái chỗ tôi trời đang mưa mà, trời đang bão nên mưa khá là to, âm thanh sẽ bị cùi mía, mọi người thông cảm một chút xíu. Ở đây chúng ta có Player 4 và Player 9. Player 9 thì tất nhiên là nó sẽ được nhiều cái nó tuyệt vời hơn. Player 4 thì có 32 bit, 64 bit, có cả LD Player 3. Có lẽ tôi lên làm luôn mấy clip nữa. Lầy thẹo. Sau khi tải xong, tôi bấm vào mở. Ok mọi người, đây là LD Player 9. Mọi người bấm vào setting tiếng Việt cho tôi. Sau đó bấm vào Insta. Đời nó Intalin, chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm 80%, 85%, 99% try now. Đây là LD Player 9. Như các bạn đã biết thì tôi là một người đi trải nghiệm giả lập, chứ không phải là tôi nhận tiền quảng cáo của những giả lập này mà tôi làm cho mọi người. Vậy nên những lời tôi nói ra trong clip này thật sự là chính xác đến 99% vì đó là lời tôi nói. Ẩn Raid, Raid này tức là FPS. Tôi có thể vào cài đặt khi ở đây không? Chúng ta có thể vào cài đặt. Tôi sẽ chỉnh HDMI lên tới đây. RAM mọi thứ tôi đề xuất là như vậy. Rồi chạy lại với một màn hình chuẩn setting. Ok, chúng ta lại tiếp tục vào cài đặt. Đây là cái mua đồ mà tôi sẽ chỉnh mọi người. Mua đồ Samsung. Cài đặt game. FPS tôi sẽ chỉnh lên tới cái mức cao nhất có thể. Chúng ta, nhưng mà lưu ý mọi người ạ. Có những máy chúng ta chỉ cần chỉnh 120, 90 là chúng ta, nó sẽ mượt nhất đối với máy của chúng ta. Nhưng máy của tôi thì lại khác. Máy tôi càng chỉnh cao thì nó sẽ càng lên FPS cao, mượt hơn. Ok, mọi thứ setting đã xong. Bây giờ chúng ta tải Free Fire. Sau khi đăng nhập Google, chúng ta gõ Free Fire đây. Bấm vào cài đặt ngay. Chúng ta đợi nó xử lý thôi. Nó đã tải về. Trong lúc tải Free Fire tôi sẽ nói một chút ít. Đó chính là ở cái phần này thì nó chỉ hiện được 90 FPS và tôi không biết lý do. Hiện tại FPS của tôi đang bị tập tròn mấy trăm đó. Bây giờ tôi sẽ vào Free Fire trải nghiệm ngay cho mọi người xem. FPS mà cái ứng dụng của những cái phần mềm giả lập này đo á, là bằng đo trong cái tốc độ của game chứ không phải đo trên màn hình của tôi nha mọi người. Mọi người hiểu không? Đây là một cái giả lập gọi là LD Player khá là nhẹ về cái phần sử dụng RAM cũng như là bộ nhớ của máy tính. Tuy nhiên nó vẫn phải sử dụng thôi. Tôi sẽ vào phần đồ họa, bật FPS cao, độ phân giải cao. Muốn để biết được cái FPS của nó thì tôi sẽ vào huấn luyện cũng như là chỉnh setting cho anh em. À, chuột mọi người ơi, chuột của LD Player hôm nay không còn bị khựng nữa rồi. Chuột của LD Player nay khá là mượt mọi người, độ nhạy khá mượt, có thể lấy phần mềm này làm trở thành pro được mọi người. Tí nữa tôi sẽ thử mò cắt lên 90 FPS ở LD Player 9 này. Mọi người yên tâm, tôi setting cái này nhanh lộn lẹ cho anh em xem nhé. Tôi sẽ chỉnh nút trong đây. Rồi, đây là một cái nút mặc định ha. Được, có độ nhảy XY khá là ok nè. Tắt bông keo ra đều tự nhảy dù, chế độ đặt bông keo chỗ lựu đạn 2 chỗ. Mọi người mở đội vũ khí nhanh. Tôi là hay sử dụng cái đội vũ khí nhanh này. Thấy chưa ạ? AMD nè, Radeon Software nè, hoặc là Nvidia Radeon gì đó. Đây chính là cái AMD này, chúng ta bấm vào cái minh nha. Đây là tôi hướng dẫn trên AMD, còn mọi người muốn trên NVIDIA thì mọi người phải tìm, còn không có card thì chịu không lên được 90 FPS đâu. Mọi người bấm vào Add Game, LD Player 9 on phát, bấm vào LD Player 9, mọi người chỉnh sang standard, mọi người vào đây bấm off, mọi người off zin, cái này off luôn, cái này là off này, cái này quan trọng nhất nè. AMD Phishing nè, off, Kale Under off, cái này để quên đi, cái này mọi người off luôn cho tôi. Mọi người off hai cái này cho tôi, thứ nhất là off cái này cho tôi, thứ hai là off cái này cho tôi. Còn không mấy mọi người chỉnh tất cả này giống như chăm tôi. Sau đó mọi người quay lại, cho lại home. Quay lại gaming, rồi bấm vào LD Player, mọi người kiểm tra coi nó off lại chưa, off rồi thì tắt đi và chúng ta vào lại LD Player 9. Ok các bạn, bây giờ FPS sẽ không bị giới hạn ở 60 nữa, tin tôi đi, nó sẽ nhảy rất cao. Lâu lâu nó không được là có vấn đề rồi, chúng ta gì sẽ máy lại thử nhiều lần. Sao tôi có 50 vậy? Do thiết bị đâu hả? Đâu rồi? Giờ tôi phải chỉnh sang model của con gì mới lên được FPS 90 đây. Tôi sẽ lên novel của ROG 2 90 lưu rồi, nhạy mượt quá mọi người. Lần đầu tiên tôi có ấn tượng là tốt về LD Player, rồi nhạy khá là mượt. Tôi nghĩ muốn mượt hơn nữa tắt luôn con chuột bên này đi, chỉnh nó to lên xí. Hết rồi, tôi cảm thấy độ nhạy của lần này của cái ứng dụng này nó khá mượt hơn. Lần này nó kiểu nó giống như được làm, nói chung độ nhạy lần này được tối ưu hơn, dễ bắn Free Fire hơn. Mọi người nên tải cái thử phần mềm này về mà xài. Còn về FPS tôi chưa làm lên được 90 đâu, tôi không biết lý do vì sao nhưng tôi làm chưa lên được 90, để tôi thử mò thêm chút xíu. Đấy, bắn one shot và như thế chứ. Cái này chỉnh lại một chút xíu là được. Bây giờ tôi sẽ đi kiếm FPS 90 đây. Không thể nào mà để nó yếu như vậy được. Hồi trước chơi trên Play tôi FPS là 92 rồi. Đây chỉnh cho 20 rồi. FPS gì cùi vậy, không được 90 à? Không được rồi, giờ sau này 90 FPS. Giờ tôi chỉnh ra đặt Radeon 90 FPS model này. Model ROG Phone chạy lại luôn. Giờ không có 90 FPS nữa, đập đầu luôn. Tôi đi tìm clip thì nó lại lòi ra clip của tôi. Không được 90 FPS sao? Tại sao? Tại sao? Đây rồi mọi người. Ôi. Ôi. Tôi vẫn có thể bật lên được 90 FPS này. Đúng là thần mò mà. Mọi người thấy tôi mò chưa? Đấy. Ôi ơi, thánh mò anh em ơi. Trời ơi, show cho anh em cái setting của thánh mọ đây. Đầu tiên cái phần setting này thì không ảnh hưởng gì đến FPS, chỉ có cái code này là ảnh hưởng. Nếu mà có thể được 4 code thì ok. Model chúng ta phải chọn sang ROG 2 nha, đó là cái này. Và phần quan trọng nhất là cài đặt game. Chúng ta muốn 90 FPS thì chúng ta chọn 90 rồi. Đấy, mọi người chọn 165, 144, 120, tôi test rồi, không được. Chúng ta chơi 190 rồi, 60 FPS nè. Chúng ta chơi 90, nãy giờ tôi để 120 FPS nên không được, tôi chỉnh lại xuống 90 thì ngon. Chúng ta sẽ không cần bật chế độ RAM cao nữa thì tự nhiên RAM FPS nó bay lên thế này luôn, quá kinh khủng. Mọi người có thể gọi tôi là thánh mày mò cũng được. Còn bây giờ tôi sẽ mò cái setting của cái này, tôi muốn mò được cái setting để chơi cái con game này thật mượt. Làm sao để mò được cái độ nhạy mượt hơn nữa. Nó vẫn có một chút khựng nhẹ nha anh em, nhưng cái độ nhạy này vậy là rất ngon rồi, ngon hơn rất nhiều ứng dụng rồi nha mọi người. Nó sẽ không bị khựng quá đâu, nó chỉ hơi khựng nhẹ thôi nha mọi người. Quá là ngon luôn, clip này đúng là siêu phẩm, mà ai không coi thì đó là một xui xẻo. Ok, thì có một bạn kêu mình làm cái setting trên này đi, nó còn vượt qua cả FPS như 90 luôn, mặc dù tôi để thì đó là 90 FPS. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, không không không. Đầu tiên tôi tạo một cái phím mới luôn, nút bắn là cái đầu tiên nha mọi người. Cái thứ hai là cái này. Đấy, cái này tôi chỉnh như năm mấy này vậy được rồi. Cái thứ hai mọi người cứ chỉnh nút bình thường thôi. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, đúng là thánh mày mò. Tôi mò tới, tôi mò được 41 phút rồi mọi người ơi. Cái clip này tôi mò tới 41 phút luôn rồi đó, mà tôi edit ra chỉ có chưa đến 20 phút mà mọi người lại xem ít là tôi rất là cay nha. À quên, cái nút này cũng quan trọng mà tôi vứt nó đi đâu rồi. Nó đi đâu rồi? Cái này có vấn đề nữa. Cái nút ở phía nào ở trong game này nó khá là có vấn đề đấy nha mọi người. Nút shift này không có để được ở đó, để được ở đây thôi. Đấy, cũng như nút này, cái nút di chuyển cũng chỉ để ở đây thôi. Còn nút shift tôi đâu rồi? Ok, độ nhạy vẫn còn phải chỉnh thêm nha mọi người. Cái nhạy cái game này tôi thấy nó vẫn cần khá cài giặt. Nhưng mà nó là mượt hơn rất nhiều so với BlueStacks 4 đó. Khá là được tối ưu. Khá là được tối ưu. Khá là được tối ưu luôn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Mọi người thấy FPS cũng như setting mọi thứ rất là hoàn hảo. Play 9 này khá là ok, chỉ điều chuột đồ nhạy nó vẫn hơi bị khê một chút xíu. Lần sau tôi sẽ ra clip độ nhạy về cái setting của game này. Clip này tôi sẽ ra setting về độ nhạy, về setting về cách cài game, cách chỉnh phím cũng như cách lên 90 FPS. Ok, cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm like và subscribe cho tôi nha. Tại vì tôi đã quay clip này gần 50 phút rồi, mệt lắm. Subscribe nha.